Kính thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục hỗ trợ 523,7 tỷ đồng cho 34 địa phương từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016 để khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ đông xuân năm 2015-2016. Trước đó, tháng 2 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ cũng đã quyết định hỗ trợ 85,1 tỷ đồng cho 6 tỉnh Quảng Trị, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm An, An Giang, Đồng Tháp để khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ hè thu 2015. Theo dự báo tháng 3 sẽ là cao điểm của khô hạn xâm nhập mặn, vì vậy chính phủ yêu cầu các tỉnh phải triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống hạn, xâm nhập mặn với mục tiêu giảm tối đa thiệt hại do hạn hán xâm nhập mặn gây ra.